Có nhiều lúc là cái học công thức là mà có bài học chết mẹ luôn, học công thức mà nó khó lắm, như cái bài mà xoay xoay bằng tay này cũng vậy nè, lúc nào mà thằng nào mà học dở học chết mẹ luôn, nó không có được, đứa đâu luôn học gì 2 ngày chưa học xong, đứa nào mà không thông minh nó học một thức rồi nó học chết luôn, không năng khiếu mà không năng khiếu nó học nó vô nó không có tập được. Con học con ngu lắm, con học Không nhiều mà cũng có năng khiếu mà muốn lẹo nhiều đứa chỉ hoài nó cũng nhớ. không con học toán, con học ở lớp học á, con nhìn ra ngoài đường ngồi nhìn ra ngoài cửa không Đó, à, bác kiểm tra ngồi nhìn ngoài cửa đó, tức là cái hướng đi về thực hành, cái người mà không thích học chữ thì thích thực hành, tức là vận động. ông thầy ông nhìn con bằng ông thấy con quay nhìn ngoài cửa kiểu như con Còn tức là mình học chữ mình thích lắm, một cái môn đó mày thích là mày mới học, còn thích không thèm. Trong nhiều môn là có thích, có nhiều môn mình vô mình chăm chú nghe ông thầy, có nhiều môn mình chả vừa nghe. Tao hồi trước từ hồi nhỏ thì môn nào tao cũng giỏi, không có môn nào tao đứng nhất lớp không, tao không biết hạng hai là gì hồi đó. Nên này học tiếng gì? Tao hồi nhỏ tao học dữ lắm, Để học văn võ sư phạm. tao nhất đứng nhất toàn tỉnh mà hồi đó là Đà Lạt cái mình tao đậu Sài Gòn, rồi trong trường là tao không biết đứng hạng hai là cái gì đó. Học xong rồi thể kêu là nào tao lên nhận, nhận thể cuối tháng ông thầy kêu là tao lên, không thằng nào chiếm đoạt ghế của tao, tao vô đây không thằng nào đánh thắng tao nổi đi đâu, tao đã học rồi không thằng nào học lại đâu, dù cái môn của tao dở nhất tao cũng hơn nó, môn nào tao muốn đậu. Thì là thời gian võ song toàn. Trẻ này nghe cái tao học hỏi cái, mấy đứa bạn học cùng lớp rồi thằng đó đứng đầu lớp mà đứng đầu liên tục không bao giờ đứng hạng hai 3 năm lớp 10 lớp 12 đứng đầu đấy, không bao giờ đứng hạng hai, không biết hạng hai là gì. Tao học học cái cuối tháng này ông thầy chấm điểm tao không có đầu óc nghĩ là đứng nhất cái gì ha, cái làm bài xong nộp cho tao cuối sáng là đứng nhất liền, bài nào tao vô là ngồi yên phân phát tao học, ông thầy dạy 1 tiếng về nhà tao luyện gấp 10 lần, tao luyện gấp 10 lần cái giờ ông học, ông dạy tao 1 tiếng về tao tập 10 lần 10 giờ. Wow. Ừ tao dễ, hôm nay học toán 1 giờ về tao làm hết cuốn sách toán luôn, hết bài tập phía sau không bỏ bài nào. Thầy quá giỏi. Tao ví dụ mày múa khúc đi xong tao múa cái khúc, thành ra nó có cái điều kiện nó, bây giờ tao mới giỏi môn này cái môn này, mày thấy không, đủ thứ đó, học chết luôn á. Này này còn có giỏi được, còn cũng có giỏi được. Ừ bây giờ mình thấy mình nổi cái học cái kinh lạc thôi 360 huyệt rồi, chưa tới cái kinh dịch rồi, xong tới cái phong thủy nè, tới tử vi nè, rồi 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 mình thấy biết bao nhiêu cái kiến thức nó, thứ này là phức tạp nhất là cái kinh dịch, nhức đầu lắm. Người bình thường chắc cũng giỏi được mấy một hai cái thôi cũng chết mẹ em rồi. Bài bài múa là có nhiều thằng múa được mấy nhiều, ông thầy múa chừng 10 bài tao 23 chục bài thuộc lầu như cháo lòng, múa ảo ảo có bài 7 mấy thức, có bài 60 mấy thức, để tôi kinh 70 mấy thức rồi các bài khinh công, có nhiều người có một bài khinh công thôi cũng là cũng nổi tiếng rồi, một bài thái cực quyền thôi là nó dạy cả đời đó, có môn thái cực quyền thôi còn đủ xong mà làm đó. Mà nếu không thích thì sao học? Ở nhưng mà 14 là tới đây đúng không nè? 14 là 14 là kém luôn nha. Ừ đó, đúng. Xong rồi đây đây cũng 15 không nè. 15 thì quay lại đó, nó thức nó 15 lúc mà 14 là 14 là quay lại đá thôi cái đó. Đá thì dạy cái quay lại nè, xem cái cây như này. Nó phải đứng từ từ vậy mới đúng nè. Nè, thức 14 gì mình đang đứng vậy chứ. Coi kỹ nè, đứng dậy ha. Ừ, quay lại cái nào. Quay cái này 14 nè, mình đá thôi. Đó, rồi cái thả chân xuống, chưa quay liền đứng vậy nè. Thì đưa cái tay qua. Xoay qua. Đó. Đá xong là qua thức 15. Thức 15 có một thấp hết rồi. Thức 14 là nó ngồi xuống cho nó đứng lên. Đá một cái rồi, đá từ đây là xong rồi đó. Nhưng mà tắt ra chi ta phải nhập lên quan sức 15 luôn, là để chân xuống vậy quèo lên vậy để xuống giờ thức 16 16 này là muốn tới sẹo thấy không, để ý cái tay này nha, cái này là bắt đầu quay cái chân này qua thấy không, mà bây giờ nó không bước cái chân này mà
Ở nó quýt chân này nè. Nó phay gì đó. Cái kiểu nó đánh cái nó chống mà nó thấy không? Ngon. Thấy không? Nè. Cái tay cũng để. Cái tay vẫn để trên không, không có chuyển động, không có dời đi. Tức là cái tay vẫn đi theo, ví dụ như vậy, thấy không nào? Thức 15 nè, kìa nè. Nè, cái tay thì giữ nguyên nè, xoay qua nè. Thấy không nè? Thấy không? Nè. Cái tay vẫn đâu cho cũ. Chứ không có gì di động cái tay, giống như mình nắm cái xoay như vậy. Thành ra cái tay không có quơ. Nè, lòng lại 15, thấy không? 15 vậy, thấy không? Xỉa. Rồi cái tay cái chân nè. Thấy không? Quá nè, lộn quá nè. Thấy không? Đó. Mà cái tay nó chậm. 16 là lâu. Quẹo cái cục sống dòng như đó. Nó ưỡng nè. Cái tay cũng để. Thành ra cái bài này cái cục sống nó xoay như cái khăn mặt. Thành ra mấy đứa mà bị bệnh cột sống lại. Sư nó bự ra này. Bự ra. Bự ra. Cái gì mà cái giác tới giác lui vậy, nó bự ra. Xương tay nó bự ra. Không, cái cột sống nó bự ra. Cột sống này cũng vậy không à. Nè. Nè. Ông mà giữ về là cái gì cái tức này sao? Tức này nó dày. Dày này thấy không? Nè. Cái tay cũng giữ nè, thấy không? Đó. Cái lực này nó để vậy. Quay quay. Thằng người nó té liền. Dính cái tay ngó cái tay đứng yên, hoặc cái người chỉ xoay xung quanh ngó tay nó kéo tay xuống, nó không nhúc nhích cái tay. Còn quơ cái tay là hết hay. Rồi cái thức 12 cũng vậy, thức 12 cũng vậy, mà làm vậy thức này nè. Thấy không? Thế nên là sao? Nó vậy. Cái xoay chân cong vậy nè. Cái tay còn cái chân cái bài thức thức 15 là cái người nè. Nó đang dày thấy không? Rồi nó xoay nè. Cái cuộc sống nó xoay vậy. Rồi nó rớt xin xoay vô đây, trời đất ơi. Mấy người già già muốn nổi đâu. Gãy liền. Tao còn nổi nữa. Ông mà 50-60 gặp cái này là thua. Không có ông nào muốn nổi cái thức đó. Nếu mà không có tập gì hết, có tập cái cự chịu. Ủa vậy là bước theo cái ừ, đúng sao đã hình thẳng rồi nè, còn dân còn tròn nữa mày biết khùng chứ. Hồi nãy là không có đó thì tao dạy đường thẳng để mày tập thôi. Dạ. Còn mày phải tập theo đường tròn thì nó dễ mất thăng bằng lắm. Thầy... rồi bây giờ ngày xưa nó không đứng rồi nè, nghe đứng trên cái vành thúng á, mày bước là trật nó té mẹ nó vô cái thúng thúng cát không ở giữa thúng to vậy đó, đi trên vành thúng múa. Chứ không cho múa trên mặt phẳng đâu. Nè múa trên cái vành, hai cái vành chân đó là cái vành được là cái vành thúng. Cái vành xanh xanh là đứng múa trên trên đó, cái mép nó dày vô đây thôi. Đó. Múa trên này thôi lớn té. Thành ra cái mông này là bạn coi phim bác quái trưởng nó đứng trên cái ban công nó lộn không á. Coi phim bác quái trưởng nó đứng trên cái ban công không có đứng dưới đất. Đứng dưới cái thành cái tay cầm của ban công á, mà cái tay cầm của thang nó đứng dưới đất. Tức là cái môn này nó đứng trên cái vị trí đứng rất là nhỏ, thằng nào mà không có đứng trên đó nó đánh lại thằng mà đánh bằng thì gặp mình là chết, tại vì đứng trên cái đường nhỏ nhỏ mà đứng được, còn nó không có quẹo nó rất té xuống, đứng đá thì có té rồi, còn mình đứng chỗ thế như vậy nào cũng trên đường chút xíu nha, tức là tưởng tượng là cái diện tích mình có là một cái hành lang rất là nhỏ và dày như đây, không bao giờ lo lọt ra ngoài, lọt là té xuống, mình cứ quen rồi, thành ra khi mình gặp cái gì hẹp hẹp mình đánh như thế này, đánh như thế này, hẹp quá. Nó quen rồi, nó mà lo ngó, rồi bỏ cái vòng ra rồi gặp thế vậy. Thấy không? Còn mày đi không tròn mình chết. Đi không tròn nó lợi gì là vô cốc tường là mày đánh cao đặt mày chết. Tôi quánh tôi vậy, mình tưởng mình lùi cho là chiếc lát người ta lát đây. Còn mấy thằng kia nó lùi lên bị đá giao cái tường này. Còn tao thấy tao đánh mà bước tao quánh. Mày quánh tao tới, tao lùi dậy chứ tao không có lùi thẳng. Ôi, không có lùi thẳng thì nó mới chết. Lùi cho cong hết. Tiến cũng đánh cong, lùi cũng lùi cong. Tao đánh này không có được. Đấm cái là hụt.
Lẹ vui đứng lên nó cấm mày tưởng mày sẽ lùi tôi. Mày lấy mày lùi lùi qua đây. Anh nói cái môn này nó không có góc chết. Trong nghề võ cái môn này không có góc chết. Nhưng mà theo bác quái là tám phương có không khó được. Mà khi mà tập khí công á, làm mấy cái bài đi bộ á, thì phải đi đến này mới được bốn hướng khí. Còn ở ngoài đi ở ngoài công viên có một hướng khí à. Còn đi cái này được 8 hướng khí. Rồi tập thể dục buổi sáng cũng tập theo cái này được 8 hướng khí. Thấy không? Nè buổi sáng đi bộ được 4 hướng khí không? Còn ở ngoài đi có một hướng à. Nè ví dụ đây có một. Bây giờ cái bắt quái nè, là người ta lấy được 8 hướng khí của thiên nhiên. Tập tại nào cũng phải tập theo hướng này, thái quyền cái này. Hết dòng luôn thì nó cái linh nó phơi được khắp nơi. Còn cái bài thấy quyền đừng thấy có được có một hướng. Cái bài gốc của Trương Phong là không bao giờ đi đường thẳng, tròn hết, cái gì cũng tròn hết. Tập thể dục ví dụ sáng đi bộ cũng vậy, rồi tập chân của chị Tân Kinh cũng đi theo đường này thì cái người nó khỏe hơn là đứng một chỗ. Nhưng mà không có để ý đi có người cả đời có cái đang con hướng mà đường muốn tập hoài làm sao khỏe lắm. Còn mình ngày sáng nay tôi đứng nay tôi tập, sáng mai tôi tập dịch công viên đây, hôm mai tôi tập công viên đây, mai tôi không phải cho phải đứng chỗ đâu. Không, nhiều thằng ngu lắm vậy không có đứng một chỗ, tại quay phim tôi đứng một chỗ, còn lúc tao tập tôi mỗi ngày tôi đứng một chỗ đó. Thành ra nó không có bị lộn xộn thì đi ra đâu tao muốn được hết. Còn mình quen cái hướng qua đổi hướng mình muốn không có được. Mỗi ngày đứng một chỗ một hướng mà tập, nay tập chân kinh đứng này, mai kia mốt kia, là một tuần đi hết dọc, mỗi ngày đứng một vị trí tập, nhớ cái đó. Còn về nhà chắc tao không nói, chắc mình về mày tập có một hướng thì ra đường ra đó cứ ngó hướng tây học phong nhỉ, hướng đông đó, hướng bắc hướng nam đó. Rồi bởi vậy khi mà tập ở nhà mày quen ra một cái gì mới cái đường biết múa sao luôn. Để quen cái hướng đó rồi, đổi cái hướng nó muốn được. Thành ra tập cho nó nhiều hướng, thành ra bắt quái là hay nhất. Đa hướng, nó múa đa hướng. Thành ra thể là biểu diễn nó không có vướng chân, vướng cẳng hết. Còn cái mày múa thẳng gặp cái nhà mày ngắn thì sao mày tập. Cái này múa trá lả luôn, xoay tùm lum hết mà không có bị kẹt mặt bằng. Bắt quái với thái cực nó hay vậy đó. Còn mấy cái mua võ khác là bị kẹt mặt bằng. Đó là cái bài đó mà nó dày mà nó đá mà nó xoay hoài vậy nó rớt xuống đây rồi các bạn dày cái xe này không bị dày để thấy tay không vậy nó vẫn đứng trên cái đường này mà đường nó cong có đường thẳng nó không cho đứng trên đường thẳng. Thật ra cái người nó hơi có sức ly tâm này, hiểu nó quánh trúng là mày bị cái sức ly tâm nó hất mày ra đây. Tao chưa quánh vậy tao ước tao lời tao hất mày ra rồi. Ta đi theo đường cong mày, tức là ta đi vô đường cua, mày đi đường thẳng nó bị hất ra. Chưa quánh thì mày đã té rồi. Rồi bước lúc nào đừng đó là không được, đừng cho nó ra ngoài cái lề của hai cái bàn chân này. Ra ngoài là sao? Rồi cái chân nó phải làm sao là nó phải nằm trên cái mép một cái vách tường mỏng mỏng vậy. Bây giờ thấy không? Té liền. Mà tập vậy trên cái đường này quen thì đường thẳng quánh cùng mạnh bạo. Nó cân bằng dữ lắm, luôn canh cái đường cong mà đánh luôn cong á. Cái bài này cũng như người ta thức ra đánh phải đứng trên đường cong muốn chỗ nào cũng muốn được chứ không phải là chỗ phải ngồi một chỗ để sửa cái đó được rồi nè. Được. Được. Là cái chân sau hay chân trước nha, còn mấy cái bài kia là chân trước còn bài này chân sau. Có bài cũng để cái tay nó xoay vậy mày nhớ không? Cái bài này là cái chân sau này là quay chứ không phải cái chân này đứng đi. Chân này sao quay? Còn cái bài kia là như vậy, nó quay vậy luôn. Còn cái này là để tay vậy mà nó quay cái chân sau lên này. Thật ra cái thằng kia nó tưởng mà đứng dậy nhưng mà quay vòng vậy, mình quay trở lại vậy nó đâu có biết một cái hướng mà đánh làm sao. Thì cái bắt quá là khó mà lường lắm, không biết cái ý đồ của đối thủ đánh cái hướng nào. Bắt quái là ghê nhất.
nó tiến cũng đường tròn, nó lùi cũng đường tròn, không bao giờ đi đường thẳng ấy. Bất cứ vị trí nào nó đánh lộn là nó chỉ dùng tròn không. Thành ra cái thằng chia ngón hoài chống mặt, đi đường tròn hoài chống mặt, và không phải là nó né mà tiến thoái thì dùng tròn hết. Mày tưởng nó dùng tròn không phải, nó đang tiến thoái dùng tròn, tiến thoái dùng đen. Tiến thoái đều theo một cái cung hết, không có đường thẳng. Dù vậy mày đứng đó, đó đóng tới vậy, mày bước tới đây, mày bước tới đây, tao tưởng là mày sẽ lùi. Trong đầu tao tưởng tao đóng này, mày đứng lên tao đóng này, tao tưởng là nó lại sạc vào đây, quen rồi. Còn người khác đánh giờ thì vậy á, đúng không? Còn người nó quánh đây, quánh đây, quánh nó đâu, giờ tao quánh nó không có đi đường thẳng à, muốn quánh nó nè, nó đứng đó mà tao quánh vậy nè, chứ không có đi đường thẳng. Còn tao muốn quánh bên trái thì bước qua tao quánh nè, không bao giờ đứng tới gì hết á. Còn mấy con phỏ khác nó đứng tới không à, môn này tiến là ra theo vòng tròn, một là vòng tròn nhỏ xung quanh nó, hai vòng nếu vòng tròn nhỏ nó bước lên nè, đó. Cái gần thì còn nhỏ thì ăn làm ăn đòn, xa thì chưa nè, thì nó đứng xa thủ rồi đó, bước vô á đây, chứ không đứng thẳng nha, còn đá nè, chứ không có đứng về đá gì đâu. Theo hai con n lượt vòng tròn nó hàng trăm cái vòng tròn từ đây tới đây, phải biết tới vòng tròn này mình tao bước cái vòng đó là tao đi tròn này, thế là chết, chết thức quỷ sắc.